La 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 la. Ủa? Gì hả? Ủa? Cái gì mà vui vậy chị? Có gì đâu mà vui, cũng bình thường thôi. Thì đối với tôi bây giờ, cuộc sống của tôi mùa nào cũng là mùa xuân hết. Tháng tới á, tôi có một chuyến du lịch nước ngoài. Du lịch nước ngoài luôn. Ghê nha, chốt chưa? Chốt rồi. Bây giờ ha, là tôi hả đặt vé máy bay là tôi lên tôi tìm hết trơn rồi. Kế hoạch là ở đâu nè, đi đâu nè, ăn gì nè, mua gì nè là tôi tính hết trơn rồi. Chỉ có mua quà cho bà là chưa tính thôi. Đó, bây giờ nói gì đi rồi người ta mua quà cho. Trời, tóm lại là mọi thứ xong xuôi rồi. Bây giờ ha, tôi định á, khi mà tới đó tôi sẽ tận hưởng tất cả những khoảnh khắc ở đó. Ê, hả? Mà tổng sơ sơ thiệt hại của chuyến đi bà là nhiêu vậy? Nhiêu đâu, thì tầm 20 tới 25 triệu à. Gì? Hết rồi. 20 triệu cho một chuyến đi hả? Hả? Đắt quá à. Thôi tôi không đi, đi. Ủa gì vậy? Tính ra là kể chia sẻ thôi, không ai rủ đi luôn. Ủa gì vậy? Nhưng mà nó nghe nè, bà biết sao, tôi với bà quen biết bao lâu rồi, tôi biết cái tính bà. Dễ gì mà bà bỏ ra số tiền đó bà cho một chuyến du lịch. Cho nên tôi đâu có rủ bà đâu, tôi chia sẻ với bà vậy thôi. Ê, nó nghe nè chị. Hả? Bà cho phép tôi làm cái chuyện này với bà được không? Chuyện gì mà phải xin phép dữ vậy? Bà cho phép tôi cản bà được không? Trời. Bà nghĩ sao mà bà chi 20 triệu cho một chuyến du lịch nước ngoài? Trời ơi, nó phí quá. Mà đi khoảng bao lâu rồi? Đi tầm tuần. Mà khùng rồi chị ơi. Cái gì vậy? Một tuần lễ cho một chuyến du lịch 20 triệu. Ê, không ấy á, bà kiếm cái chỗ nào đi rẻ rẻ đi. Thiệt á? Lãng nhách không? Không. Cái kế hoạch này tôi đã lên từ lâu rồi hả? Tôi dành dụm, tôi tích góp được cái số tiền đó là tôi có xong là tôi phải đi liền. Bà nghĩ sao mà bà nói tiếc? Tiếc gì mà tiếc? Trời ơi, mình làm được thì mình phải tiêu được, đúng không? Và bà tiêu xong thì bà sẽ kiếm lại được, đúng chưa? Mà bà nói sao mà tiếc, bà đi tới hả một cái chân trời mới rồi xong hả bà có những trải nghiệm mới, mở mang tầm mắt ra, như vậy mà tiếc gì? Tiếc là gì biết không? Là mai mốt nha, bây giờ để dành nè, xong mai mốt lớn tuổi nè, một đống tiền luôn, xong cái tay chân yếu vậy nè, cái đi du lịch không được, đó mới tiếc á. Ơi, tôi thấy 20 triệu cho một chuyến du lịch rất phí, rất là phí. Bà tỉnh táo giùm tôi cái, tỉnh táo chị ơi. Sang nghe nè, để Chi nói cho Sang nghe. Sang á, đừng có tiết kiệm nữa. Cái tính của Sang á, muốn nói hoài luôn mà không được á. Tiết kiệm mà quá đáng luôn, bạn hiểu không? Đây, tôi nói cho bà nghe. Cái đó không phải là tiết kiệm mà gọi là biết nhìn xa trông rộng. Trời ơi, mình làm mình phải để một cái khoản dự phòng cho bản thân mình chứ. Lỡ như mình có một cái chuyện gì thì mình có tiền mình chi tiêu. Còn như bà làm như bà xài hết. Nè ha, tôi nói nha, lỡ như thôi nha, ba má dưới quê mà có chuyện gì nữa là sao? Tiền đâu? Lúc đó bà đi mượn tiền tôi. Trời ơi, no, không cho mượn, không Sang nha. Tỉnh táo Sang, Chi này chưa bao giờ mượn tiền Sang, đúng chưa? Bà ơi, tôi nói bà nghe nè, bà tiết kiệm vậy cuộc sống bà không có ý nghĩa nè. Đây. Cái mà bà cần phân biệt ở đây á là chi tiền cho cái mình cần hay là chi tiền cho cái mình muốn. Nhiều khi cái mình muốn nó thật sự nó không cần thiết. Chẳng hạn như cái chuyến du lịch của bà, tôi thấy nó không có cần thiết. Tôi nói bà nghe nè, tiết kiệm tôi sẽ tiết kiệm, nhưng mà bây giờ còn trẻ mà, thì đợi qua 30 tuổi đi tôi tiết kiệm, đâu có muộn đâu. Tôi nói đừng nói chuyện nữa, dẹp ở đây, một lát tôi sẽ mở màn đón bà tôi nói chuyện mẹ tôi đấy. Dạ con nghe nè mẹ. Dạ hả? Nhà mình cần làm trang trại gà thêm hả? Mẹ cần nhiêu? 20 triệu hả? Là dạ là tháng sau hả mẹ? Dạ rồi, để con tính rồi có gì con gọi lại cho mẹ sau nha. Dạ, mẹ tôi nói nhà tôi cần làm trang trại gà thêm, cần 20 triệu. Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi mà, tôi mới nói dạ, không tin đâu. Tôi nói là dưới quê lỡ mà có chuyện gì thì tiền đâu. Rồi giờ bà tính sao? Xin được cảm ơn diễn viên Hoa Thảo và diễn viên My Anh đã hỗ trợ cho tình huống này rồi. Tuyệt vời. Như vậy là chúng ta vừa theo dõi tình huống được diễn ra trên sân khấu này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chương trình. Theo anh chị, Chi sẽ quyết định như thế nào? Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ thì không biết là Chi sẽ làm như thế nào. Bây giờ chắc phải mời đội tuổi thơ
chúng ta nêu lên ý kiến cũng như quan điểm của mình và dự đoán cho cái tình huống vừa rồi. Em nghĩ là nếu mà bạn đó bỏ ra 20 triệu để mà bạn đó đi du lịch thì tất nhiên là bạn đó sẽ phải còn dư một khoản nữa, chứ không lẽ đi du lịch về là hết tiền luôn sao? Nên là em nghĩ là bạn sẽ vẫn đi. Chi vẫn sẽ đi du lịch. Nếu mà thật sự là Chi còn tiền á thì Chi sẽ nói dạ rồi con sẽ gửi về cho mẹ, nhưng mà thấy là cô ấy khó xử là chắc chắn là cô ấy không còn tiền mà. Nhưng mà em chỉ nghe cái câu đó là mẹ muốn làm thêm, là tức nghĩa là ở nhà đã có rồi, đôi khi bạn cũng không có cần phải quá gấp về cái chuyện là trong vòng tháng này bạn nó sẽ phải gửi tiền liền về cho mẹ đó. Với bản thân em thấy như tình huống Chi và bạn của Chi cũng khá là thân, và bạn này cũng có nói rằng là tới đó là tôi không cho bà mượn đâu, thì cô Chi này sẽ nói thôi tôi cũng đã lỡ lên kế hoạch rồi, thôi tôi đi nốt chầu này đi bà ơi, bà ráng cho tôi mượn đi, tôi hứa là lần sau tôi sẽ coi là tôi chi cái gì cho việc cần còn hơn là tôi chi cái gì cho việc muốn đó. Thì theo em vậy là Chi vẫn sẽ đi du lịch và bạn của Chi sẽ cho Chi mượn tiền. Thật ra đối với Minh Xù thì do là cái tính cách của từng người hoàn toàn khác nhau thôi. Đối với em anh Thuận là em có những người bạn á, đối với sở thích riêng cá nhân á thì họ vẫn giữ cho riêng mình. Mặc dù lúc đó thì vẫn đang còn rất là nhiều số tiền mà mình phải xoay sở ở trong cuộc sống cá nhân của mình, nhưng đi du lịch là cứ mỗi tháng là chị phải đặt cho mình một cái mục tiêu là cứ mỗi tháng là phải đi đến một cái địa điểm nào đó. Lúc đó không có tiền vẫn vay để mình có thể đi trước đi. Mình thỏa cái lòng mong muốn, cái đam mê của mình trước đi, sau đó về mình kiếm tiền mình trả lại sau. Đối với bản thân Minh Xù thì lúc mà cái tình huống đặt ra như thế, theo bản thân Minh Xù nghĩ rằng vẫn sẽ đi. Dạ, sau đó mình xoay sở cái số tiền từ người bạn bè nào đó để giúp đỡ cho mẹ sau. Dạ, quan điểm của em vẫn đồng tình với hai cô gái bên kia. Rồi, trường hợp này mình cũng thấy nhiều trong cuộc sống. Mình cũng có rơi vào một trường hợp giống như vậy, là mình có những cái dự định để mình đi du lịch hoặc là mình làm cái gì đó cho riêng bản thân mình, đùng cái nhà xảy ra chuyện hay là anh em gì đó xảy ra chuyện thì sẽ họ hỏi mình, thì mình sẽ phải đứng giữa cái chuyện là mình đã sắp xếp hết rồi mà bây giờ mình phải vậy, thì bản thân mình sẽ ok tôi giúp luôn, nhưng mà mình không có bỏ đi cái niềm đam mê của mình, tại vì nếu mình bỏ đi cái đam mê của mình á thì mình sẽ không có cái tinh thần để mà mình về mình kiếm tiền lại, cho nên là cô ấy sẽ đi và cô ấy sẽ nhờ một ai đó giúp trước trong cái khoản này và về cô ấy sẽ làm để trả lại. Cái việc mà đi du lịch nó cũng mang lại cho mình một cái giá trị nữa, đó chính là giá trị tinh thần của mình. Sau một cái khoảng thời gian mình làm việc cực nhọc để mình tạo ra được cái đồng tiền đó thì mình cũng nên thưởng cho bản thân mình. Quan trọng là cái người họ thích đi du lịch hay không. Em là một người không thích đi du lịch. Nếu em có dự định đi du lịch mà em nghe mẹ em như thế, em cũng quyết định là em sẽ hủy. Và mình có đi du lịch mình cũng chẳng cảm thấy vui. Tôi phản đối. Phản đối đúng rồi. Tôi tại vì mình tôi thấy bên đồng đội kia cũng phản đối. Không, thật ra là suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhau mà. Trẻ qua từng độ tuổi thì sẽ khác nhau, như tụi em trẻ tụi em sẽ nghĩ khác, còn bên bệnh thì trẻ hơn sẽ nghĩ khác hơn. Có tuổi trẻ hết. Bây giờ thì mình cũng đã nói rất là nhiều về ý kiến cũng như quan điểm của mình rồi, và bây giờ là thời gian để các bạn chốt câu trả lời và viết lên bảng. Rồi còn Linh là Linh sẽ đi du lịch hay là Linh ở nhà đưa tiền đó cho mẹ để mẹ làm việc? Em không biết nữa, ở trong nhiều tình huống thì em nghĩ là em có thể đánh đổi cái sở thích, cái đam mê của mình để mà chi cho cái việc nó cần thiết hơn đối với những người thân ở xung quanh em. Đó, thấy chưa, Linh còn ý kiến với cho dù là cái việc đó em thích, nhưng mà em cảm thấy là nếu như mà bây giờ mà mình không có đi cái này nhưng mà mình giúp được cho mẹ cái việc cần hơn đó thì em sẽ hy sinh để làm cái việc đó trước rồi mình đi du lịch sau. Mình vẫn đang kiếm tiền mà mình đi chơi chậm chút xíu thôi, nhưng mà mình có thể một công đôi chuyện, mình vừa giúp được mẹ và sau đó thì mình vẫn đi chơi được, thì em sẽ làm như vậy, em xử lý tình huống như vậy. Anh có câu trả lời của mình chưa ạ? Rồi, có rõ em rồi, nhưng mà đang đắn đo. Nhưng mà đang đắn đo nè. Bây giờ để em cho anh Minh Xù xem luôn là những câu trả lời mà chúng tôi đã khảo sát với 100 người là như thế nào. Để cho anh Minh Xù không phải lăng tăng nữa. Xin mời. Ý kiến thứ nhất, Chi hủy chuyến du lịch để gửi tiền về cho gia đình, 20 điểm. Ý kiến thứ hai, Chi sẽ tìm một chuyến du lịch khác rẻ hơn để tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình, 15 điểm. Ý kiến thứ ba, Chi vẫn giữ kế hoạch du lịch đồng thời làm thêm việc để tăng thu nhập gửi về cho gia đình, 10 điểm. Ý kiến cuối cùng, Chi mượn tiền để giúp mẹ và vẫn giữ kế hoạch du lịch, 5 điểm. Chi hủy chuyến du lịch để gửi tiền về cho gia đình. Đó giống là như ý kiến đúng rồi. Đúng rồi, thì nó lại là nằm ở cái việc là điểm cao nhất. Nhưng mà không biết là Ngọc có lựa chọn đó hay không. Chi sẽ dời chuyến du lịch và gửi tiền về cho mẹ trước,
Wow. Wow. Hay quá. Vậy là hủy đó. Hủy rồi. 20 điểm rồi. Và đó chính là một câu trả lời gần giống với đáp án đầu tiên của chúng tôi. 20 điểm. Rồi, thường người ta nói là gì? Đầu xong thì phải có cuối xong. Dạ. Tụi em cuối xong nha. Chúng ta đã nhận được 5 điểm đầu tiên về trao đổi của mình. Có không anh ơi?